Xin chào bạn, trong quá trình bán hàng thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng, đó là nên lựa chọn Garmin Instinct 2 hay là Forerunner 255, bởi vì hai mẫu này có mức giá khá là tương đồng nhau và trên bàn mình đây hiện tại đang là hai mẫu đồng hồ này của Garmin với phiên bản base tiêu chuẩn. Và trong video này thì mình sẽ so sánh những điểm khác nhau cơ bản nhất của hai mẫu đồng hồ này để giúp cho các bạn có lựa chọn đâu là chiếc đồng hồ phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân nhé. Đầu tiên về ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy hai chiếc đồng hồ này có phong cách thiết kế hoàn toàn trái ngược với nhau. 255 thì chúng ta sẽ có kiểu dáng thanh mảnh, gọn gàng, phù hợp đối với những người luyện tập nâng cao. Còn với Garmin Instinct 2 thì mang ngôn ngữ thiết kế bụi bặm hơn, hầm hố hơn, mang phong cách của những chiếc đồng hồ G-Shock của Casio và độ bền thì cũng tốt hơn so với 255 với tiêu chuẩn quân đội Mỹ 810G và khả năng kháng nước lên tới là 10 ATM. Còn với 255 thì chúng ta sẽ chỉ có là 5 ATM thôi các bạn nhé. Tuy nhiên thì với điều kiện sử dụng cơ bản của một người bình thường thì sẽ cả hai đều đáp ứng được tốt về mặt độ bền, yên tâm cho người sử dụng, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể mang đi bơi biển được nhé. Về kích thước tổng thể của Forerunner 255 và Instinct 2 thì khá là tương đồng nhau, đều sẽ có size mặt đó là 45mm, nhưng tuy nhiên Instinct 2 sẽ dày hơn một chút, cụ thể đó là 14,5mm. Còn với Garmin Forerunner 255 thì sẽ dày đó là 12,9mm. Cả hai chiếc đồng hồ này thì đều được trang bị kính cường lực và sẽ không có kính sapphire đâu các bạn nhé. Tấm nền màn hình thì của cả hai chiếc đều sẽ là MIP cho khả năng chống chói dưới trời nắng rất tốt. Nhưng tuy nhiên ở trên 255 chúng ta sẽ có màn hình màu và kích thước hiển thị thì cũng lớn hơn với đường kính là 1,3 inch. Còn với Garmin Instinct 2 thì sẽ chỉ được trang bị màn hình đen trắng và kích thước hiển thị thì cũng khá là khiêm tốn, chỉ 0,9 inch mà thôi. Trọng lượng của cả hai chiếc đồng hồ này thì đều khá là nhẹ. Với Forerunner 255 thì sẽ là 49g, còn với Instinct 2 thì sẽ là 53g. Đây đều là trọng lượng lý tưởng để chúng ta có thể đeo luyện tập thể thao. Bù lại thì với thời lượng pin ở trên Instinct 2 chúng ta sẽ có phần nhỉnh hơn với 28 ngày tối đa ở chế độ thông minh, còn với Forerunner 255 thì sẽ chỉ là 14 ngày. Nhưng với thời lượng pin GPS liên tục thì cả hai lại ngang bằng nhau, cụ thể là 30 tiếng ở chế độ tiêu chuẩn. Cả hai thì đều có công nghệ chế độ tiết kiệm pin giúp gia tăng thời lượng pin trong quá trình chúng ta có những chuyến đi dài ngày. Tuy nhiên thì ở trên 255 chúng ta sẽ có công nghệ định vị đa băng tần cho khả năng định vị chính xác hơn trong điều kiện khó như là thành phố nhiều nhà cao tầng hoặc trong rừng nhiều cây cối. Đánh đổi lại thì khi bật chế độ này, thời lượng pin GPS của 255 chỉ còn là 16 tiếng thôi nhé. Các cảm biến được trang bị trên 255 và Instinct 2 thì đều khá là đầy đủ như nhịp tim 24/7, đo nồng độ oxy trong máu, đo độ cao theo khí áp, gia tốc kế, nhiệt kế và chúng ta đều có thể kết nối thêm với các cảm biến rời bên ngoài như là Running Dynamic Port, cảm biến tốc độ, cảm biến vòng chân, vân vân. Nhưng ở trên 255 chúng ta sẽ có thêm cảm biến con quay hồi chuyển ngay ở trong đồng hồ, giúp đồng hồ theo dõi tốt hơn trong những bài tập gym, yoga hoặc là chạy bộ trên máy chẳng hạn. Còn về các tính năng thì nếu như ở thời điểm ra mắt, 255 sẽ có phần nổi trội hơn nhờ các chỉ số phân tích luyện tập hay là chỉ số biến thiên nhịp tim HRV. Nhưng tuy nhiên sau một thời gian và qua các phiên bản cập nhật phần mềm thì Instinct 2 gần như đã tương đồng so với Forerunner 255. Chúng ta đều sẽ có trạng thái phân tích luyện tập trong vòng 7 ngày, chỉ số VO2 max, thời gian phục hồi, công suất chạy bộ, trạng thái biến thiên nhịp tim HRV hay là chấm điểm và đánh giá giấc ngủ chuyên sâu. Gần như Instinct 2 chỉ thua kém 255 ở tính năng đó là báo cáo buổi sáng. Nhưng thực tế thì tính năng này cũng chỉ là tổng hợp lại các thông tin cần thiết như là chất lượng giấc ngủ tối qua, chỉ số HRV đêm qua và gợi ý bài tập tiếp theo cho ngày hôm nay một cách tiện lợi hơn cho người sử dụng, thay vì là phải bấm xem từng chỉ số. Các môn thể thao ở trên 255 và Instinct 2 thì đều rất là đầy đủ cho đại đa số người sử dụng cơ bản lẫn nâng cao như là chạy bộ ngoài trời lẫn trong nhà, chạy bộ sân vận động, đạp xe trong nhà lẫn ngoài trời, bơi hồ, bơi biển, 3 môn phối hợp, 2 môn phối hợp, gym, yoga, cardio, lướt ván, chèo thuyền, vân vân. Nhưng tuy nhiên thì ở trên Instinct 2 chúng ta sẽ có thêm một số môn chuyên biệt như là leo trèo, săn bắt, đánh cá hay thậm chí là đánh gốp. Tất nhiên là gốp ở trên Instinct 2 thì sẽ chỉ dừng ở mức cơ bản,
đó là hiển thị được khoảng cách đến vùng green, chứ không thể hiển thị toàn bộ bản đồ sân như là các mẫu đồng hồ cao cấp khác của Garmin được. Về bản đồ thì cả hai mẫu này đều sẽ chỉ được trang bị tính năng dẫn đường bằng điều hướng, chứ không có bản đồ topo map như là các mẫu cao cấp hơn đâu nhé. Vậy thì tổng kết lại về mặt tính năng, 255 và Instinct 2 sẽ không có nhiều sự khác biệt, khá là đầy đủ với một người sử dụng cơ bản cho đến nâng cao. Sự khác biệt lớn nhất của hai mẫu đồng hồ này có chăng đó là về mặt thiết kế, màn hình và thời lượng pin cũng như là độ bền. Các tính năng chuyên biệt còn lại thì sẽ có rất ít người sử dụng tới. Vậy thì qua bài so sánh vừa rồi, hy vọng rằng các bạn đã lựa chọn được chiếc đồng hồ phù hợp đối với nhu cầu của bản thân. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo trên kênh Color Sport nhé.